Nó nói mẹ chạy đi, con chạy rồi mẹ chạy đi. Thằng này thấy tao quặn đồ đẹp quay hoài mày. Quá cũng đuối. Đuối chứ. Nó hao công lực chứ bộ. Hao công lực luôn. Đầu mà nó mệt. Bữa nay mệt dữ luôn, cô hai lời bị. Về con canh cúng của Quyền đi hết khỏi. Để trà nước đầy đủ như vậy nè, dưới dĩa phai lan rồi xong là em sẽ hết. Tự rồi xưa ông Cốc của em đi về cộng hả? Mình có lâu trả gần nặng cái đầu. Về xin ổng về vuốt cho khỏi đi. Làm ba chung vụ rồi xin ổng cho con nhẹ đi chứ coi tự con không biết ông về. Giờ coi như là ai cũng được về của Quyền con cháu. Nhưng mà gia đình không thấy. Nên ổng vô cái xác nhiều khi ổng thèm cái gì đó ổng bứng cho em ăn hoài mà em nhịn em không ăn. Có đúng không? Hỏi đúng hay không chứ dạ làm gì? Đúng thì quê. Dạ dạ ai biết cái đó trúng hay có hay không. Ở đây người ta nghe dạ không, ta đâu có biết cái đó có hay là không có. Về nấu cơm xin lỗi ổng đi hết. Các người bệnh đây là bỏ sơ sót củ Quyền nè. Nên giờ này người ta đói mà người ta mới đi theo trong người mình mới bị bệnh như hôm nay nè. Mới gặp nhau nè. Lên ghế ngồi đi. Em về em nướng khoai lang á. Lấy khoai lang á, em lùi em nướng. Cái em lấy cái vỏ mà vừa khét khét thôi. Em ăn đi, ăn đúng 3 ngày. Uống 3 trái dừa vô là khỏi. Vậy xong. Dừa dừa tươi mình á, đúng rồi. Lưỡi dao chắc bị chặt. Em coi cái lưỡi dao. Dạ, lưỡi dao. Vách bên kia chứ không phải vách bên đây nha. Em dòm cho kỹ đi chứ chị thấy là lưỡi dao nó không đúng đó. Đổi lại đi. Đổi lại là mình sẽ gọi là đúng rồi, cứ bộ mấy vú mày mới giao vô đây, còn này em để nó giao bên đây, thành thử nó vô cái vách bên đây em không thấy. Về em coi lại thì đã đổi. Rồi em làm cho ổng chút thịt quay á, em mua cho ổng chút xíu để cho ổng 5 ly rượu nhỏ. Đi đi. Không biết được hả? Lấy này chà lên. Cái này giống coi bói quá. Thì thời tiết và cái công việc này là ảnh hưởng chung hết chứ không riêng ai hết. Đây trước đó em có coi cái dinh sức đó buồn rồi. Để liên hệ với Thảo để con đợi con Thảo thích gì đó. Để có cái lòng ngăn để cho cô đi tới lui. Là bây giờ con sẽ gặp cô đây. Con giải cho cô con hỏi cái liên hệ con Thảo. Thằng này thấy tao quặn đồ đẹp quay hoài mày. Có trơn hả? Ôm cô đi. Dạ cô ôm nè. Ôm đi con. Nắng con cháu mới gặp nhau. Là giờ mới gặp nhau con ơi. Chứ không thôi con đâu có tới gặp. Mà con cũng đâu biết con ở đâu mà thăm con. Đúng không? Về khỏe mạnh ngoan. Rồi xin chào hết. Chào hết tất cả hết. Chào gia đình. Về mới gặp nhau này. Chứ đâu có ai biết nhà cửa với ai đâu mà tới mà thăm. Nha. Cô, cậu bé. Vuốt tóc cho con đi. Tàu cho con bớt cái tàu nhất đó đó. Rồi xong. Xong rồi đó, xin chào hết. Rồi xong. Rồi xin chào hết. Xin chào hết rồi. Rồi xong. Rồi bán áo mưa đi cho cô bác lại xuống. Có ai còn muốn uống hết.
đang uống sữa quay vậy mẹ ơi. Rồi xong rồi đó. Tao lại mày hiểu không? Mày đây tao coi tao chạy đơn giản tội nghiệp ta. Thì nó ra đó, nó chết á, nó chết á, nó chết á. Nó ho văn rồi đó. Thả không ra cho nó văn rồi thở được rồi đó. Rồi xong rồi, rồi xong rồi chào hết chứ tất cả. Con sao mà con đau đây quá. Hồi nãy làm rồi. Trời cho tôi nghỉ ngơi chút xíu đi. Trốn trò bà hai ơi. Chịu hết não nha. Cái gì? Có xe đó không? Mệt quá, để tao nghỉ chút mày ăn. Nãy giờ của hai đây hả? Quá đông hả? Quá trời quá đông rồi. Đông quá rồi, có ai trốn luôn. Trốn luôn mẹ, quá trời rồi, chịu hết nổi rồi. Vô đây chắc cứu. Vô đây là chắc cứu luôn hả cô hai? Trốn luôn quá rồi. Trời rồi. Thì bà con đến thì tiếp hết, quá đông rồi, tiếp hết thì cô hai trốn luôn. Xong rồi trốn chứ để nghỉ chứ, trời ơi mệt dạ. Mà để xuất cùng còn làm chiều nữa. Rồi đó ai cũng tiếp hết mà tiếp hết nhiều quá cũng đuối. Đuối chứ, nó hao công lực chứ bộ. Hao công lực luôn. Dạ. Bé nó chạy rồi tao cũng trốn luôn cho dạ. Con ăn chưa? Chưa, uống cà phê nè. Uống rồi, cà phê á. Con ăn gì chưa? Sáng ăn gì chưa? Sáng con ăn rồi. Hồi tối tao thức sáng đêm 5 giờ tao còn xuống đây nè. Dạ. Rồi tao thấy mùi xuông nó bay vô quá trời, cái tao quả hồn, tao lên chảnh cho tao nằm xuống tao ngủ hồi nào cũng hay luôn. Thường hôm thức sáng đêm làm việc với bé đó chứ đâu có ngủ đâu. Rồi nên ai cũng tiếp hết. Tiếp lần này chắc cũng lâu lắm mới trở lại. Tháng nhiên con mới về nữa. Dạ. Yeah. Hôm giờ cũng khoảng khoảng 30-40 người. Ở đâu à? Đông. Nó nói mẹ chạy đi, con chạy rồi mẹ chạy đi. Mấy ổ nãy giờ có ai đâu anh Hùng nói cô hai vô kìa trốn rồi quá mệt rồi. Nhờ cái đứa nhỏ này xin gửi gần xa cho cô bác yên tâm. Đây là lời nói cái công đức thật, lời thật và mà đồng thật. Chứ không phải lấy gì chút xíu nhỏ này mà để mất đi cái đồng thật và lời thật của mình. Rồi xin cô bác cũng thương và tin tưởng. Tin thì sẽ hết, tin sẽ có thật. Thì cũng có lời nhỏ nhỏ này cũng gửi cho cô bác cũng ủng hộ cho em. Vì không phải tình thương này mà mình đã câu nói thật này. Nhưng đây là sự thật vì mình đã có uống qua nhiều lít mật ong của Thanh. Và mọi người cũng gửi cho mình. Cả nhà ơi, hôm nay là được trụ ong dưng rồi nha. Nhà em sẽ vắt rồi là sẽ gửi vào cho anh Lê Thanh ở Châu Đốc An Giang. Đây này, mật ong rừng mới lấy về đây. Mật ong rừng nguyên chất luôn nha. Đó thì mật ong này bà con cứ yên tâm nha. Mật ong này là mật ong rừng thiên nhiên thì của em vợ mà anh em bạn rể mình bắt, mình không có quay đó. Cũng như xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị em vừa qua đã mua mật ong của Lê Thanh để làm thuốc. Thì Lê Thanh cũng hẹn khán giả bà con những video tiếp theo gặp lại những câu chuyện tâm linh mà Lê Thanh để quay gửi đến cho bà con. Và là xin chào, chào cô Lai. Thanh cũng cảm ơn công đức của Thanh. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.